Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 113: Triều Thanh mất nước trong tay Từ Hy Thái Hậu. Chúng ta đọc lịch sử của triều đại nhà Thanh biết được nhà Thanh mất nước từ trong tay Từ Hy Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu là tộc Diệp Xích Na La. Bà tiêu diệt triều Thanh, đây là nhân quả trong lịch sử có ghi chép. Đầu triều nhà Thanh, khi chưa xây dựng quốc gia, ở gần tộc của họ có một bộ tộc tên là Diệp Xích Na La. Tộc người Mãn Thanh đã tiêu diệt bộ tộc đó. Người tộc trưởng trước khi chết ngửa mặt lên trời mà thề rằng: trong tộc của ta, cho dù còn sót lại chỉ một người nữ cũng quyết phải báo thù. Sự việc này có ghi chép ở trong cung, cái điều lệ này. Cho nên triều nhà Thanh từ lâu đã quyết định người của bộ tộc Diệp Xích Na La không được vào cung. Cái điều lệ này nghiêm khắc thực thi đã được hơn 200 năm. Bạn xem, đã trải qua các đời Khang Hy, Ung Chính, Càn Long. Khang Hy 60 năm, Ung Chính 13 năm, Càn Long 60 năm. Ở dưới thời Càn Long có Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong. Đã trải qua 200 năm rồi không có việc gì xảy ra, thế là xem thường buông lỏng việc này. Từ Hy là người của tộc Diệp Xích Na La. Khi tiến cung, hoàng đế Hàm Phong biết, thế nhưng cho rằng không việc gì, đã trải qua hơn 200 năm rồi thì còn có việc gì chứ, liền tiếp nhận bà. Về sau bà đã tiêu diệt triều Thanh. Bạn xem thấy tù trưởng của họ cái tâm báo thù kiên định đến như vậy. Đợi bạn sau hơn 200 năm, khi vận khí của bạn suy rồi thì họ sẽ đến tiêu diệt bạn. Oan gia nên giải không nên kết. Ngày nay trên thế giới phân tranh, dùng vũ lực, dùng báo thù có thể giải quyết được vấn đề hay không? Không thể. Phải nên biết, khi đã kết oán thù rồi thì oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp không thể kết thúc. Đây là sự thật, không phải mê tín. Không nên kết oán thù, phải hóa giải. Hóa giải thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Hóa giải chính là nhất định phải tôn trọng văn hóa của người khác, tôn trọng truyền thống của người khác, tôn trọng sinh hoạt, tập quán của người khác. A-di-đà-phật.
Mô A Di Đà Phật. Nam